ấy người chiến sĩ đã để lại cái non sân bên bờ lau sậy này. Bây giờ anh ở đâu? Bây giờ anh ở đâu? Còn trên đời này đang sông pha đèo cao dốc thầm, hay đã về bên kia phương trời biên viễn chiêm bao? Trên đầu anh cái non sắt ngày nào ấm ủng, mộng mơ của anh trời hiền hòa, khác chi bốn mùa êm chung, có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ và hơi ấm vòng tay ôm của một người vợ hiền, phải thế không anh? Bây giờ trong cái nón sắt của anh để lại bên bờ lau sậy này, chỉ có một con ếch ươm mượn vũng nước mưa trong đó làm hồ. Cái nón sắt của anh bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hòa trôi, và bốn mùa vẫn vậy, xuân muôn thuở dịu dàng, đông rét lạnh, thu khi sáo buồn, khi rực vàng nắng quái, hạ cháy lửa nung trời. Trong nón sắt của anh mặt trời vẫn có đó, ban ngày và ban đêm mặt trăng hoặc muôn muôn triệu triệu vì sao vẫn còn đó, tất cả vẫn còn đó. Vẫn còn gọi tên anh trong mưa dầm, tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ. Dạo tháng ba tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa, nghe như tiếng gầm phẫn nộ đến từ cuối. Vòng tay ôm của một người vợ hiền, phải thế không anh? Bây giờ trong cái nón sắt của anh để...
để lại bên bờ lau sậy này. Chỉ có một con ếch ương mượn vũng nước mưa ở trong đó làm hồ. Trong cái nón sắt của anh bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hòa trôi và bốn mùa vẫn vậy. Trong cái nón sắt của anh mặt trời vẫn có đó ban ngày và ban đêm, mặt trăng hoặc muôn muôn triệu triệu vì sao vẫn còn đó. Lòng đất mẹ dạo tháng ba, tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa, nghe như tiếng gầm phẫn nộ.